Mình xin chào các bạn ha. Mình tên là Nguyễn Thanh Bình, giảng viên khoa thương mại du lịch trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là dùng Camtasia. Chúng ta tour nhanh hoặc là tour chậm động phim. Thì trong cái có nhiều bạn cứ nói là Premier thì hơn Camtasia. Thì nó cũng có cái hay cái dở của nó các bạn. Tất cả các phần mềm thì Camtasia vẫn làm được tất cả các cái hiệu ứng cần thiết của Premiere, có nghĩa là Camtasia đều làm được hết. Như vậy để làm được cái điều đó thì chúng ta sẽ bắt đầu thôi các bạn ha. Đầu tiên vô là các bạn import, mình import một cái video đi nha. Rồi, mình import một cái video. Thì khi cái video này import vô thì thường là do là quay bằng một là các bạn quay bằng camera hành trình, hai là các bạn quay bằng điện thoại nó hay bị ngang như thế này, các bạn quay lại giùm mình nha. Rồi, quay lại giùm mình thì khi quay lại xong thì các bạn click vô cái project setting nè, các bạn chỉnh ở đây về 1920 1080, rồi nhớ apply, các bạn nắm kéo ra cho cái khung nó full màn hình nha các bạn, full HD ha. Rồi thì bây giờ trong này á sẽ có những cái đoạn chúng ta coi, ví dụ như cái đoạn tháo các cái đây, các cái đoạn tháo các cái khắp này nó lâu mà cho người ta đợi thì nó cũng mất thời gian. Như vậy bắt đầu tháo cái cái khắp đầu tiên ha các bạn, là bắt đầu mình sẽ click vô nút click nha, là chữ S đó các bạn, trong Camtasia các bạn click là chữ S đó, click. Rồi nó đã cắt ra rồi các bạn ha. Rồi các bạn sẽ đi tới cái chỗ cuối cùng, thì nó dài quá thì các bạn sẽ kéo thu gọn lại một chút xíu trên này nha. Thu gọn một chút xíu này, tháo cái cuối cùng. Đó, ví dụ tháo cái cuối cùng là ở đây, các bạn cũng sẽ nhấn vô click giùm mình nha. Tại đây ha, các bạn nhấn vô cái chỗ click để mình sẽ cắt được cái đoạn nè, cái đoạn nè, đó, cái đoạn này mình đã cắt được nè. Rồi sau đó cái đoạn này mình muốn tua nhanh, mình muốn tua nhanh nha các bạn ha. Thì tua thì nó bị có tiếng, thì các bạn muốn nó không có tiếng á cũng được nữa, không sao á, các bạn click chuột phải, các bạn muốn nó tua nhanh mà không tiếng thì các bạn click chuột phải, các bạn tách tiếng ra. Đó là suppress audio and video, các bạn click vô tách tiếng, các bạn xóa tiếng đi giùm mình nha. Đó, xóa tiếng đi. À, lúc này cái đoạn video này nè, các bạn sẽ click vô cái click vô Visual Effects giùm mình nha. Click vô Visual Effects, các bạn click vô. Ở trên này nó có cái Clip Speed nha các bạn. Các bạn nắm cái đó, các bạn kéo thẳng vô trong cái, bao giờ nó ra xanh lá cây á, là đúng nha các bạn nha. Đó, các bạn click vô. Rồi, như vậy trong này nó đã có cái hiệu ứng Effect rồi. Bây giờ muốn sử dụng hiệu ứng Effect, các bạn nhìn thấy nó có một cái mũi tên nhỏ nè. Một cái mũi tên nó ghi là Show Effect nè, các bạn click vô giùm mình. Rồi bây giờ chúng ta muốn nó nhanh hơn bạn ha, nhanh kéo về nè, nhanh kéo về ép nó về, nó sẽ cực nhanh luôn các bạn nha, ép nó về nó sẽ cực nhanh luôn. Bây giờ mình thử nha. Rồi bây giờ mình thử nha. Rồi, rồi các bạn xem nha. Mình không có tháo ra trước tại vì có nhiều. Đó các bạn thấy không, nhanh lắm nha, nó chạy rất là nhanh. Chút nữa mình sẽ cho chạy bình thường, vì bây giờ mình đang ép nó thì nó sẽ chạy bị giật giật. Đó. Một hồi nữa chúng ta sẽ test nó. À, bây giờ nếu mà chúng ta như vậy chúng ta vẫn muốn nhanh nữa, các bạn click vô tiếp cái mũi tên Show Effect này, các bạn ép tiếp nữa. Muốn biết ép cái tốc độ nè, 12x nè các bạn, tốc độ 12x nè, thường tốc độ 4-5x là nhanh rồi, thường các bạn có thể là ép lên tới khoảng 10x nha, tùy các bạn. Đó, chúng ta ép lên tới cỡ đó ha. Rồi bây giờ chúng ta trả lại bình thường nè, trả lại bình thường rồi bây giờ chúng ta coi chúng ta ép như vậy thì như thế nào nha. Nè các bạn nhìn nè, nó hết bị nhiều. Chúc các bạn làm video ra nó hết bị giật các bạn, nó quá nhanh đó các bạn, máy nó xử lý không kịp ha. Rồi nếu mà các bạn muốn tiếp tục ép nữa cho nó nhanh nữa, các bạn cũng click vô. Nó lên bao nhiêu x? Đó có thể là lên 30-40x nữa, tùy vậy.
Nó nhanh quá thì nó nhiều, nó vèo 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 đó, các bạn thấy không? Đó đó đó, được các bạn ha. Rồi bây giờ mình tới cái đoạn, kiếm một cái đoạn mình làm chậm nha các bạn. Rồi thí dụ như có một cái đoạn nào đó mình thích chậm, viên đạn bắn ra cũng vậy, hay là mình làm chậm. Ví dụ như mình làm kiếm cái đoạn nào mình tách một cái switch đi. Kiếm một cái hành động nào để làm chậm nhớ các bạn. Mình cho có cái hành động nào làm chậm không? Có cái hành động nào nó hay hay à? Đây à, mình thấy rồi. Lúc này là gắn các cái TTC Tiger, các cái switch TTC Tiger để gắn cái đầu tiên nè các bạn ha. Rồi để sắp đó, sắp gắn cái đầu tiên mình sẽ cắt nha. Slit nó cắt rồi. Sau đó mình sẽ kéo tới cái gắn cuối cùng là cái phía bên đó. Rồi tới đây là cái cuối cùng nè. Mình cũng sẽ cắt luôn nha các bạn ha. Rồi cái đoạn này là mình muốn làm chậm nha. Mình làm chậm thì ví dụ như các bạn muốn không có âm thanh cũng được, các bạn muốn có âm thanh cũng được, tùy nha. Thì tương tự chúng ta cũng click vô ngay chỗ đó. À, chúng ta kéo xuống cho nó là xanh lá cây. Rồi chúng ta click vô cái effect. Thì làm chậm thì chúng ta sẽ kéo nó ra. Nhưng mà để kéo nó ra các bạn dời đoạn này đi, chúng ta kéo nó ra. Đó các bạn. Rồi, kéo dài dài đi nha. Rồi, ví dụ nha. Không được. À, các bạn thấy nó làm chậm không? Từ từ, từ từ, từ từ. À, nếu mà các bạn muốn mà nó làm chậm mà nó nhanh á, các bạn tăng số frame lên ha. Ở đây mình đang để là 30 frame nè. Các bạn muốn tăng lên cũng được, tăng lên 60 frame cũng được, thường thì mình chỉ dùng khoảng 30 frame thôi. Các bạn thấy không? Rồi. Đâu rảy nè là chơi game hấp dẫn này. Các bạn thấy không? Nó nói từ từ. Thì khi đó sau khi chúng ta làm xong thì chúng ta, ví dụ như chúng ta không thích âm thanh, chúng ta cũng click vào, chúng ta chọn cái Cerberus audio and video giùm mình nha. Rồi chúng ta xóa cái âm thanh đi, nếu chúng ta không muốn có âm thanh này. Nếu chúng ta muốn lồng tiếng thì chúng ta sẽ lồng tiếng vô. Chúng ta lồng tiếng vô để cái âm thanh nó không nhão nhão, hay chưa các bạn lồng tiếng bằng cách này. Bây giờ vô Star Voice Record, chúng ta lưu lại ở cái đoạn này nha. Rồi để lồng tiếng thì chúng ta kéo lại ngay chỗ đầu đó. Rồi bây giờ nè, mình lồng tiếng thử ha. Đây là cái quá trình gắn các cái switch của TTC Tiger. Đây là một loại switch bản giới hạn, rất là đẹp các bạn. Nhưng mà nếu mà nói về sử dụng ngon cho phát các phím dài thì mình thấy nó không có phù hợp. Chỉ có thể là sử dụng cho các cái phím lẻ mà không có sử dụng phím dài á, không có sử dụng các cái thanh quay đồ này nọ đó à, thì mình sẽ sử dụng các cái nút này rất là hay. Nó âm thanh nó ấm trầm, gõ cốc 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 cốc, và cái các cái phím này nó rất là, nó không có độ rơ đó các bạn, nó rất là vững, nó không có độ rơ các bạn. Nhưng mà ha, thì chúng ta sẽ test các cái phím này nó như vậy. Còn nếu mà các bạn nào mà sử dụng cho phím dài thì mình nên suy nghĩ các bạn nên sử dụng là cái phím các cái nút mà MMK Merry Christmas á, mà mình có làm trong cái video mà của
mình vừa mới đăng của bàn phím MK 870 với các bạn, MK 870 á, mà sử dụng các cái nút mà matcha các bạn, XDA matcha, chuẩn XDA các bạn. Rồi, tới đây kết thúc. Rồi, mình sale lại các bạn ha. Rồi, mình lấy nè, mình vô media nè, mình lấy mình bỏ vô nè. Rồi, xóa cái dư đi các bạn. Rồi, mình thử nha. À, đây là cái quá trình gắn các cái switch của TTC Tiger. Đây là một loại switch bản giới hạn, rất là đẹp các bạn. Nhưng mà nếu mà nói về sử dụng ngon cho phát các phím dài á, thì mình thấy nó không có phù hợp. Chỉ có thể là... Rồi, thì các bạn cũng đã xem rồi đó. Mình đã hướng dẫn xong cho các bạn là tua nhanh một cái đoạn video trong cái Camtasia, cũng như là làm chậm một cái đoạn video trong Camtasia. Thì tới đây thì mình xin kết thúc cái phần hướng dẫn tua nhanh làm chậm một cái video trong Camtasia. Thì mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào, chúc tất cả các bạn thành công.